Xin chào toàn thể quý vị các bạn. Thì trong mùa dịch này thì mình vẫn nhận sửa Vega ở tất cả các nơi nha anh em. Thì đây khách mới gửi cho mình là con Vega này, đóng VRAM đây. Mình sửa nguồn và VRAM, còn riêng lỗi chip thì mình khuyên anh em là nên bán xác. Tại vì riêng lỗi chip này anh em đóng lại hay là làm lại chăng nữa thì trước sau đây gì nó bị lại thôi, mà cái chi phí rất là cao. Làm VRAM thì nó rẻ hơn nhiều. Đây là lô hàng thứ ba mình nhận. Còn là xe này nhé. Đây anh em có thể thấy. Đây là hai con khách gửi cho mình. Đây là ba con nữa này, anh em thấy này. Đấy, trong mùa dịch này mình vẫn nhận sửa Vega nhé. Địa chỉ thì mình, số điện thoại thì mình để ở dưới video. Thì anh em cả số Zalo nữa, nên anh em muốn sửa thì liên hệ mình. Em nhớ nhá, sửa liên hệ mình giá cả thỏa thuận thôi, hợp tình hợp lý. Thì tất cả các Vega mình sửa đều bảo hành 1 tháng hết. Anh em nào muốn sửa liên hệ với số Zalo bên dưới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.